sẽ có một chương trình đào tạo thạc sĩ mới ở lĩnh vực sinh thái nông nghiệp. Thông tin được đưa ra tại hội thảo quảng bá kết quả dự án CDAE được Đại học Huế cùng các trường thành viên tổ chức vào sáng nay 13 tháng 10. Tại hội nghị, hơn 130 đại biểu đến từ các trường đại học Sri Lanka, Philippines và các chuyên gia phía châu Âu đã được chia sẻ về cấu trúc của chương trình kết hợp những học phần học trên lớp, thí nghiệm và thực địa, dựa trên những phân tích hệ thống nông nghiệp hữu cơ bền vững có so sánh với cách làm nông nghiệp thông thường, bảo tồn đa dạng sinh học và chất lượng sản phẩm hữu cơ. Về phương pháp, bên cạnh hình thức học truyền thống trên lớp, học trực tuyến, chương trình sẽ có các chuyến đi thực địa đến các trung tâm, các nông trại hữu cơ thân thiện môi trường, những nơi học viên có thể học hỏi được kinh nghiệm và thực hành. Các học phần trong phòng thực nghiệm được thiết kế với các nội dung như phân tích ảnh hưởng của thuốc trừ sâu, phân bón. Chương trình đào tạo thạc sĩ sinh thái nông nghiệp được thực hiện với mục tiêu kết nối các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường để đào tạo đội ngũ chuyên nghiệp có kiến thức và kỹ năng đáp ứng được nhiệm vụ giải quyết các vấn đề môi trường, kinh tế và xã hội liên quan đến những giải pháp chính thức cho nền nông nghiệp. Được biết, dự án CDAE phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ về sinh thái nông nghiệp thuộc chương trình Erasmus Plus do Liên minh châu Âu tài trợ nhằm nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục đại học. Dự án do Đại học Huế điều phối cùng với sự tham gia của các trường đại học tại Sri Lanka và Philippines, được thực hiện trong vòng 3 năm. Tại Đại học Huế, chương trình thạc sĩ sinh thái nông nghiệp do Khoa Nông học Trường Đại học Nông lâm Đại học Huế triển khai.